Hoài Linh bị nghi ăn chặn 13 tỷ từ thiện, Duy Mạnh liên tiếp dùng lời lẽ thô thiển để mỉa mai. Những ngày qua, câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao. Sau nửa năm kêu gọi quyên góp cho người dân miền Trung, nam danh hài vì không công khai chứng từ hóa đơn nên bị công chúng nghi ngờ. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng ông đang muốn ăn chặn số tiền hơn 13 tỷ đồng. Giữa lúc dư luận tranh cãi không ngừng, nam ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Đáng nói nam ca sĩ lại dùng nhiều từ ngữ khá thô thiển. Trên trang cá nhân, giọng ca Kiếp Đỏ Đen đăng đàn: "Cách đây 2 năm, tớ có ghi cái tút này, thế là bị bọn nó chửi. Bây giờ nhiều đứa bảo, ngẫm lại lại thấy anh nói đúng. Muốn làm từ thiện thì liên hệ Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ mà làm các cháu ạ. Vì họ phân công các ban ngành để quản lý số tiền đó. Nếu cá nhân nào ăn chặn số tiền đó sẽ bị xử tù. Còn đưa tiền cho một cá nhân làm từ thiện, ví dụ như đưa cho một nghệ sĩ làm từ thiện, bọn nó có lỡ may tiêu hết cũng chả làm được gì." Vài tiếng sau, Duy Mạnh lại tiếp tục chia sẻ: "Tao nói thật, nếu tao làm từ thiện, tao chuyển một khoản tiền từ thiện vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ, rồi tao đăng lên Facebook khoe là đã làm từ thiện. Tao còn cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ công sức cho xã hội và được nhà nước công nhận, chứ gửi tiền vào tài khoản mấy con hát, thằng hát mang danh nghệ sĩ đi làm từ thiện hộ, tao chả thấy gì là tự hào và vinh hạnh cả, mà tự nhiên thấy mình đúng là một thằng ngu vì đã đưa tiền cho bọn nó tiêu hộ, bọn nó vừa được tiếng vừa được miếng, còn mình chả được cái gì cả." Không chịu dừng lại, nam ca sĩ liên tiếp bày tỏ quan điểm tất cả những đứa nghệ sĩ hô hào quyên góp được số tiền vài chục tỷ từ thiện của thiên hạ, đứa nào mà dám dẫn cả gia đình của mình lên một ngôi chùa nào mà cảm thấy linh thiêng nhất, rồi thề rằng nếu mà ăn chặn số tiền quá 500 triệu sẽ bị trời tru đất diệt cả dòng họ, rồi livestream trực tiếp cho khán giả xem giống như là livestream lúc đi làm từ thiện. Làm được như thế mọi người sẽ rất nể và có phần nào tin tưởng. Nếu không dám thề thì biết rồi đấy, mượn hoa cúng Phật đã là một cái tội rồi, nó chính là bọn lươn lẹo. Cúng xong mang cả bình lẫn hoa về nhà cất đi, đó chính là bọn showbiz hô hào quyên góp từ thiện rồi cất làm của riêng. Tốt nhất nên đề phòng cái bọn mượn hoa cúng Phật, mồm thì nịnh khán giả là quý vị đang nuôi chúng tôi đó, nhưng lại tự vỗ ngực cho mình là nghệ sĩ cống hiến. Chúng tôi cống hiến vì khán giả, tất cả chỉ là cuộc trao đổi qua lại thôi. Đi hát kiếm tiền từ khán giả thì cống hiến cái gì? Duy Mạnh chia sẻ thêm. Không chỉ vậy, khi được một người hỏi thẳng về trường hợp nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Duy Mạnh thẳng thắn nói: "Ai bảo bọn ngu làm từ thiện không ủng hộ vào quỹ Mặt trận Tổ quốc, chữ thập đỏ, đưa cho một cá nhân thì thằng nào trùm Điền Quân Colorman phải đóng cửa công ty 10 ngày, liên tục họp để đối phó tình hình. Thời điểm này, công ty Điền Quân phải họp liên tục để nghĩ ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại," Colorman nói. Mới đây, kênh YouTube của ông trùm Điền Quân Colorman đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông ghé thăm nhà hàng của mình với dòng tiêu đề "Colorman đóng cửa Điền Quân 10 ngày về bán cơm tấm gà đốt niêu online sinh tồn qua mùa dịch." Trong clip, Colorman tâm sự với khán giả về tình hình khó khăn của Điền Quân trong bối cảnh hiện tại. "Mùa này tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, thực sự những người đang kinh doanh mọi ngành nghề đều vất vả và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã cho toàn công ty Điền Quân nghỉ dịch, làm việc tại nhà từ ngày 22 tháng 5 tới tận cuối tháng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, chỉ trừ trường hợp phải có việc lên công ty hoặc lãnh đạo lên họp thì mới được có mặt. Thời điểm này công ty Điền Quân phải họp liên tục để nghĩ ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại. Hiện tại tôi chưa kinh doanh bánh mì trở lại được nên chuyển qua làm Colorman Kitchen. Tôi không cắt giảm nhân sự nào tại cơ sở kinh doanh nhà hàng này, chỉ động viên anh em cố gắng cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Công ty tôi đến giờ hơn 900 người rồi, mùa dịch này chưa biết phải tính làm sao, thôi thì làm được cái gì thì làm, lại tiếp tục đi giao cơm tấm online thôi, làm để cùng nhau vượt qua mùa dịch." Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Colorman phải đóng cửa Điền Quân vì dịch bệnh. Điền Quân là một trong những công ty truyền thông đầu tiên chuyển hướng kinh doanh ẩm thực khi mùa dịch kéo dài từ năm ngoái để duy trì hoạt động. Về việc chuyển hướng kinh doanh này, Colorman chia sẻ: "Nhiều người nói tôi để nhân viên đi bán bánh mì, sầu riêng là sai vì họ có chuyên môn, tri thức cao chứ không phải vào công ty để bán hàng. Tôi xin phản biện rằng chuyên môn cao là tốt, nhưng nếu ở một thời điểm nào đó chuyên môn của bạn không được phát huy thì cũng đâu tạo ra giá trị gì. Nếu chuyên môn không tạo ra giá trị sẽ gây ảnh hưởng tới tập thể. Ví dụ chuyên môn sáng tạo nội dung của anh Khương Dừa rất cao, nhưng có những lúc anh ấy vẫn phải làm những việc thuộc sở đoản để tồn tại. Thời điểm này là thời điểm cần tồn tại, không tồn tại lấy đâu ra cái gì để làm giải trí, làm chuyên môn. Giấc mơ, chuyên môn lớn nhất của tôi là làm phim điện ảnh, nhưng bây giờ tôi phải đi bán bánh mì, nước mắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm. Để đến một ngày nào đó tôi lại được làm phim điện ảnh, bây giờ tôi không làm mấy việc lặt vặt kia, rồi tôi chết đói thì làm sao làm được phim điện ảnh nữa." Đến phó giám đốc Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa cũng từng phải đi ship cơm tấm. Anh nói, đang trong mùa dịch phải cách ly này thì tôi không có việc làm, sản xuất bị cắt hết rồi, không có chương trình nào được ghi hình nên tôi phải nhận thêm giao cơm. Trước khi vào làm ngành giải trí tại Điền Quân, tôi đã làm rất nhiều ngành nghề khác nhau, từ phụ hồ tới bưng bê, phục vụ lễ cưới, nhưng chưa bao giờ làm công việc giao hàng shipper hết. Thời gian này sản xuất bị cắt hết, tôi không có việc nên tranh thủ đi giao hàng, xem có may mắn hơn không.
Trong thời gian này, các công ty đều phải đóng cửa, ngừng hoạt động sản xuất và Điền Quân cũng vậy. Là phó giám đốc, tôi muốn dùng sức mình xem phụ được công ty cái nào thì phụ. Ông Trùm Điền Quân bất ngờ bị tẩy chay đồng loạt vì một câu nói được cho là thách thức cộng đồng mạng. Mới đây, sau vụ việc lùm xùm liên quan đến việc từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã xin không tham gia làm giám khảo cho chương trình Thách thức danh hài mùa 7. Điều này khiến cho ông Trùm Điền Quân vô cùng hụt hẫng. Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện tại đối với nhà sản xuất chương trình chính là việc bị cộng đồng mạng kêu gọi đồng loạt tẩy chay vì câu nói của ông Trùm liên quan đến sự việc. Ông Trùm Colorman của công ty Điền Quân thời gian này không chỉ gặp khó khăn về việc sản xuất các chương trình giải trí, mà mới đây anh lại phải đối mặt với những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh. Vì sự việc lùm xùm liên quan đến việc từ thiện, Hoài Linh đã khiến cho nhiều khán giả phản đối, yêu cầu ban tổ chức của chương trình Thách thức danh hài loại bỏ nghệ sĩ này, nếu không sẽ tẩy chay chương trình. Mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã xin rút lui khỏi vị trí ghế nóng, không làm ban giám khảo cho chương trình, phía công ty Điền Quân cũng đã có nhiều ý kiến về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn quyết tâm giữ vững danh hài Hoài Linh ở lại và làm giám khảo cho chương trình trong mùa mới. Chính vì điều này cho nên nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng giám đốc công ty Điền Quân không hề lắng nghe ý kiến của khán giả, người hâm mộ mà vẫn có ý định sẽ giữ lại nghệ sĩ Hoài Linh. Trong khi sự việc lùm xùm của Hoài Linh vẫn đang trong giai đoạn nóng như lửa đỏ, thì người chịu trách nhiệm nội dung các chương trình game show của Điền Quân đã trả lời một cách quả quyết về lý do mời nam danh hài tham gia chương trình Thách thức danh hài. Khương Dừa, đạo diễn chương trình, còn nói rằng anh không hề để ý đến những thông tin bên lề. Thậm chí anh còn thẳng thắn nói rằng không nêu ra bất cứ quan điểm nào của anh về sự việc của Hoài Linh. Bên cạnh đó, Khương Dừa cũng cho rằng khi Hoài Linh đồng ý tham gia chương trình của mình đã là một may mắn rồi. Thái độ bàng quan tỏ ra không hề quan tâm đến sự việc và chỉ khăng khăng một điều rằng Hoài Linh là một danh hài nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nên vẫn rất cần thiết cho chương trình Thách thức danh hài của phía Điền Quân đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối mạnh mẽ từ cư dân mạng. Họ cho rằng việc cố tình níu giữ Hoài Linh ở vị trí giám khảo là thách thức dư luận, thiếu tôn trọng khán giả và người hâm mộ yêu mến chương trình. Công ty giải trí gì mà thách thức dư luận không? Dân tình tẩy chay nghệ sĩ Hoài Linh thì Điền Quân lại cố tình mời cho được Hoài Linh là sao không hiểu. Hơn thế, nhiều cư dân mạng còn tỏ ra vô cùng bức xúc, kêu gọi tẩy chay công ty giải trí này. Khán giả Việt Nam nên áp dụng văn hóa tẩy chay với Điền Quân để họ biết tôn trọng khán giả mà không xem thường nữa. Những nghệ sĩ mang tiếng xấu không có tâm nên tẩy chay cho thế hệ sau còn những điều tốt đẹp nhất trong lòng khán giả, người hâm mộ yêu mến. Giữa lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng cực gắt, kẻ hô hào tiền từ thiện rồi cất làm của riêng, ấy chính là kẻ lươn lẹo. Những ngày qua, câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao. Sau nửa năm kêu gọi quyên góp cho người dân miền Trung, nam danh hài vì không công khai chứng từ hóa đơn nên bị công chúng nghi ngờ. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng nam nghệ sĩ đang muốn ăn chặn số tiền gần 14 tỷ đồng. Giữa lúc dư luận tranh cãi không ngừng, ca sĩ Duy Mạnh đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Đáng nói, nam ca sĩ lại dùng nhiều từ ngữ nặng nề, gay gắt trên trang cá nhân, giọng ca kiếp đỏ đen đăng đàn. Cách đây 2 năm tớ có ghi cái tút này, thế là bị chửi. Bây giờ nhiều đứa bảo ngẫm lại thấy anh nói đúng. Muốn làm từ thiện thì liên hệ Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ mà làm các cháu ạ, vì họ phân công các ban ngành để quản lý số tiền đó. Nếu cá nhân nào ăn chặn số tiền đó sẽ bị xử tù, còn đưa tiền cho một cá nhân làm từ thiện, ví dụ đưa cho một nghệ sĩ làm từ thiện, bọn nó có lỡ may tiêu hết thì cũng chả làm được gì đâu. Vài tiếng sau, Duy Mạnh lại tiếp tục bày tỏ quan điểm. Tôi nói thật, nếu tôi làm từ thiện, tôi sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ, rồi tôi đăng lên Facebook tôi làm từ thiện. Tôi còn cảm thấy vinh dự và hạnh phúc vì đã đóng góp một phần nhỏ công sức cho xã hội và được nhà nước công nhận, chứ gửi tiền vào cho mấy nghệ sĩ mang danh đi làm từ thiện hộ, tôi chẳng thấy gì là tự hào và vinh dự cả. Mà tự nhiên thấy mình đúng là một thằng, vì đã đưa tiền cho bọn nó tiêu hộ, bọn nó vừa được tiếng vừa được miếng, còn mình chẳng được gì. Không chịu dừng lại, nam ca sĩ liên tiếp bày tỏ quan điểm. Mượn hoa cúng Phật đã là một cái tội rồi, đó chính là bọn lươn lẹo, cúng xong mang cả bình lẫn hoa về nhà cất đi, đó chính là showbiz hô hào quyên góp từ thiện rồi cất làm của riêng. Tốt nhất nên đề phòng cái bọn mồm thì nịnh khán giả là quý vị đang nuôi chúng tôi đó, nhưng lại tự vỗ ngực cho mình là nghệ sĩ cống hiến. Chúng tôi cống hiến vì khán giả, tất cả chỉ là cuộc trao đổi qua lại thôi, đi hát kiếm tiền từ khán giả thì cống hiến cái gì hả? Khi được một tài khoản Facebook hỏi ca sĩ Duy Mạnh, nếu chú Mạnh hô hào được 14 tỷ, thì chú sẽ bỏ túi mấy tỷ ạ? Nam ca sĩ nhanh chóng phản hồi, chú làm từ thiện 10 triệu, còn lại chú đớp hết. Bình luận này lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng phát ngôn của Duy Mạnh là đùa cợt kém duyên. Bởi lẽ chuyện từ thiện nói chung, và đặc biệt là chuyện nghệ sĩ làm từ thiện là chủ đề nhạy cảm, nhất là khi cả mạng xã hội đang hoang mang vì nhiều luồng thông tin khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, những luận điểm nam ca sĩ chia sẻ liên tục trong thời gian qua, dù gay gắt nhưng không thể không phủ nhận, ít nhiều có sự thuyết phục trong đó. Bởi lẽ việc làm từ thiện đáng ra cần công khai minh bạch, vì đó là số tiền để giúp những người khó khăn. Nhiều người mang danh nghệ sĩ cầm số tiền đó, viện đủ mọi lý do chống chế cho việc chậm giải ngân, khiến một khoản tiền lớn cứ nằm im trong tài khoản suốt thời gian dài.